Rồi ok, xin chào các bác. Thì vẫn là cái con LG V50 của em đây. Thì hôm trước ấy, em đã tháo nó ra rồi, em cũng chưa lắp lại các bạn. Thì nay muốn hướng dẫn cho các bác thêm một chút về việc mà mình sẽ có thể là thay được cái cụm loa ngoài chẳng hạn, hoặc là cái jack 3.5 ấy. Tại vì em thấy là nhiều bác bị cái hiện tượng mà bị dính hoặc là bị chết cái cổng 3.5 này, hoặc là bị cái loa ngoài này nó bị rè này. Thì nay sẽ tháo ra cho các biết được xem nó như thế nào nhé. Đó. Đây là cái cụm loa ngoài này. Đây, em cho các bác xem chi tiết luôn. Đây. Thì đây các bác, đây là cái cụm loa ngoài của con V50. Đó, mã là LMV500N này. Đó thì nếu như bác nào ấy mà bị cái hiện tượng mà bị rè ấy, hoặc là bị sao đấy không lên tiếng hoặc gì đấy, thì các bác nhớ nhé, các bác tháo ra các bác vệ sinh cái này. Đây. Các bác nhìn này này. Đấy. Cho nó gần gần tí nữa nhá. Đó thì các bác vệ sinh hai cái chỗ này, nếu như mà nó không có tiếng mất tiếng ấy, các bác xem vệ sinh hai cái này và ở dưới này này. Đúng rồi, chỗ này. Đúng rồi, chỗ này này. Chỗ này các bác. Chỗ này nữa này. Chỗ này này, nó có hai cái chỗ này, hai cái chỗ này để tiếp xúc vào chân loa đấy. Cho nên các bác phải chú ý nhé, hai chỗ này. Đó. Thì cái này em đang nói về cái loa ngoài thôi, tí nữa cho nói về cái jack 3.5 sau. Thì bác nào mà bị rè ấy thì em nghĩ là do đa số là do cái phần này này. Cái phần màng loa này này, cái phần màng bảo vệ loa này này. Nó bị quá bẩn này, nó bị dính nhiều các thứ vào ấy. Đấy, em nghĩ là tại vì cái loa này nó có nam châm mà các bác, thì nó hay bị cái hiện tượng mà nó bị hút dính những cái mặt sắt vào ấy. Có thể là gây ra hiện tượng mà bị thủng cái màng loa này, hoặc là nó dính quá nhiều ở đây thì nó có thể gây ra hiện tượng rè khi mà cái loa này nó phát ấy, nó rung đập, nó làm cái này nó dao động mà nó gây ra hiện tượng rè. Đấy, thì còn nếu như các bác nào mà vệ sinh nó mà không được ấy, đây em sẽ vệ sinh nó. Nếu như các bác nào mà vệ sinh nó cũng không được ấy, thì thôi chắc chắn các bác phải thay thôi. À, thay một là các bác có thể là thay toàn bộ cụm này, hoặc là em nghĩ là phải thay toàn bộ cụm thôi. Còn giờ các bác mà gậy kệ cái loa ra thì cũng đa số nó cũng hỏng thôi. Cho nên các bác cứ vệ sinh nó đi đã. Đấy. Đấy, vệ sinh nó đi này. Đó, nó sạch bong luôn này, các bác nhìn thấy không? Đó, các bác lấy cái bàn chải thôi, bàn chải bình thường đấy các bác chà đi thôi. Này, giờ nó sạch bong rồi này, đấy, sạch bong luôn. Thì đó, à, thực ra thì cái máy này của em ấy nó bị bụi nhẹ như thế thì nó cũng chưa rè. Cái này thì thực ra là các bác không cần tháo ra cũng được, các bác để ở nguyên ở trong này, các bác để nguyên ở trong này, đấy, để trong này nhá. Thế nhưng mà các bác để nguyên trong này, các bác chà cũng được, nhưng mà nó sẽ không được sạch sạch hoàn toàn đấy các bác. Đấy, các bác để như này các bác không sạch hoàn toàn được, và nhiều khi là các bác cần phải có một cái đồ đồ gọi là đồ xịt bụi ấy. Đấy, đồ xịt bụi ấy. Hoặc là nữa nhé, hoặc là các bác sẽ dùng cái gọi là cái băng dính hai mặt đấy. Đây, để em sẽ ví dụ cho các bác xem nhé, cho chờ một tí. Đây à, thì em sẽ có một chút cái băng dính hai mặt này này. Đấy, các bác tháo ra, các bác lấy một chút băng dính hai mặt, xong rồi các bác quấn vào một cái tăm đấy, đây này, em có cái tăm này này, đấy, các bác quấn vào một cái đầu tăm, các bác gỡ cái băng keo hai mặt ra nhá, ơi chắc các bạn, đây, cái này nó hơi bị khó hơn lấy ra này các bác, cho nên là em làm chỉ là ví dụ cho các bác xem thôi. Thì nếu như các bác mà không gỡ ra được thì khỏi, các bác gỡ ra ấy, các bác quấn vào cái đầu tăm này, các bác quấn vào cái đầu tăm nhé, rồi các bác nhét nó vào bên trong. Thật sự là nó cái băng dính này nó hơi khó lấy các bạn ạ. Khó lấy quá. À rồi đây, các bác đấy như này này, đấy. Rồi các bác sẽ được một cái gọi là cái tăm có cái đầu băng keo như thế này đấy, và các bác chọc vào cái lỗ thôi. Đây đây, các bác chọc vào cái lỗ này, chọc nhẹ nhàng thôi nhá, chỉ gọi là chạm tới thôi, chạm tới để mục đích để nó dính cái bụi ra thôi. Đấy, thì cái này của em thì nó em vừa làm vệ sinh sạch rồi, trên các bác không thấy đâu. Các bác đổi cái băng keo hai mặt này nhiều lần thì các bác cũng sẽ lấy được thôi. Đây là các bác cái hiện tượng mà các bác không không thể nào mà tháo máy ra được ý. Và ngay cả cái jack 3.5 này cũng thế nhé, các bác cũng làm như này này,
Đấy, các bác lấy cái băng keo hai mặt để các bác cũng vấy vào. Đấy, có chấm. Đấy, cái này thì các bác có thể chọc tới 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 từ đáy của nó luôn, chọc thoải mái đi. Đấy nhỉ, như các bác nhìn thấy không? Đấy, rất là bẩn này. Đó, có thấy không? Rất là bẩn luôn. Đấy. Cái rác 3.5 em chưa vệ sinh mà. Đấy, thử làm cái nữa nào. Cái này cũng dễ thôi. Đấy. Nó hơi khó lấy cái băng keo hai mặt thôi các bác, nhưng mà các bác từ từ làm sẽ lấy, nó sẽ lấy ra được thôi. Trời, không lấy ra được các bạn, hơi khó lấy đấy. Rồi các bác, đấy, lấy ra được rồi. Thì đấy, ở cái sắc 3.5 này các bác cũng thế nhé. Các bác cũng cũng nhét cái tăm bông, mà cái tăm mà có cái băng keo hai mặt đấy, các bác nhét vào đây này. Nó hơi mờ nhỉ, đó, các bác nhét vào, các bác ngoáy thôi. Đấy, việc ngoáy như này nó sẽ dính được những cái hạt bụi ở bên trong này này. Đấy, cái rác 3.5 này thì các bác ngoáy thoải mái nhé, nhưng mà nhớ các bác này, các bác đừng chọc, đừng dùng cái tăm to quá. Đấy, thì nó sẽ bị hiện tượng mà nó có thể làm gãy hoặc là làm cong mấy cái rác ở bên trong ấy, mấy cái chấu tiếp xúc bên trong ấy. Đấy, các nhìn này, nó rất là bẩn luôn, nó bẩn luôn. Đấy, thì nếu như cái rác 3.5 nào của các bác mà bị như thế thì các bác cứ vệ sinh như em nhé. Đấy, hoặc là em có một cái clip mà dùng cái RV7, các bác có thể đánh luôn, tại vì cái này nó có chống nước mà các bác, cái cổng loa này nó cũng cũng có chống nước luôn. Các bác, cái loa này không cần đánh nhé, cái loa này thì đừng, các bác đừng dùng dùng với 7 đánh nhé, nhưng mà cái cổng 3.5 này và cổng C này, cổng 3.5 này hoàn toàn các bác có thể dùng RV7 để các bác đánh được nhé. Thì cái clip em sẽ để ở phần mô tả ấy. Đấy, còn bây giờ nếu như bác nào mà tháo được rồi ấy, thì em sẽ hướng dẫn cho các bác vệ sinh nó luôn. Đấy, thì đấy các bác, cái này thì em clip trước em tháo ra dễ thôi. Thì cái loa ngoài đây em đã vệ sinh như nãy rồi đấy. Đấy, rất là sạch rồi. Đó, thì cái này loa ngoài để dễ thôi. Còn cái rác 3.5 ấy thì nó hơi khó hơn một chút. Đây này. À, cái đây là cái rác 3.5 này. Đấy. Và mình sẽ phải tháo cái con ốc này ra. Đó, tháo con ốc này ra nhá các bác. Tháo con ốc này ra để đây. Đấy, và đây nó có một cái rác này. Các bác nhìn thấy này. Nó hơi lấy nét hơi kém. Cho lấy nét đã nhá. Đấy, chỗ này nó có một cái rác này. Các bác chờ tí để em cho lấy nét vào đây luôn. Đó, rồi tiếp tục nhé. Thì đây các bác nhìn thấy đây này, đây, nó có cái rắc cắm ở đây này, các bác kệ nó lên. Thì các bác nên dùng móng tay thôi nhé, các bác có móng tay các bác dùng móng tay thôi. Đấy, kệ lên rất dễ thôi. Đấy, móng tay hoặc là một cái miếng nhựa mềm các bác kệ lên, đừng dùng cái tô vít. Đấy, sau khi các bác kệ lên rồi, tháo cái ốc này ra rồi. Đấy, tháo nóc này ra rồi nha, thì các bác đưa tôi fit vào, các bác kẽ bậy lên thôi. Đấy, các bác nhìn này này, rất là dễ dàng rồi. Đấy, đó, thì đây các bác để chờ một chút cho lên led lên trên. Rồi đây, thì sau khi em cậy ra được thì nó sẽ như thế này. Nó nhìn kỹ đây này, đây là cái rách 3.5 của con V50. Những con khác thì em nghĩ nó tương tự như thế thôi, nhưng mà các bác nhìn này, rất là dễ dễ nó bị cong ấy, khi mà các bác đây này, khi mà các bác đưa cái vật gì vào trong này này. Đây này, đây là một cái chấu này, bác nhìn thấy không, chấu đen xì này. Đấy, chấu đen xì luôn, cái chấu này rất là đen luôn. Đó, trong này có mấy cái chấu này thì cái chấu này còn trắng. Thì khi mà các bác tháo được như thế này rồi ấy, thì các bác nhìn thấy đây này, đây có một cái vòng gioăng này, cái vòng gioăng cao su này, đây này có thể gỡ được được luôn này. Đấy, có thấy không? Đấy, đây là cái vòng gioăng cao su này. Thì các bác nếu mà bị mất cái gioăng này ấy, thì máy sẽ mất khả năng chống nước nhé. Cho nên nếu mà bác nào mà mua cái linh kiện cái rắc 3.5 này ấy, thì phải để ý xem mà nó còn cái gioăng này không nhé. Còn cái gioăng này ấy, thì mới chống nước được. Đấy, còn không thì bỏ nhé, không chống nước được. Đấy, và khi mà các tháo ra được như này rồi ấy, thì hoàn toàn các bác có thể mang ra. À, bác sẽ dùng cái dung dịch vệ sinh ấy, như kiểu RV7 như em ấy, thì ở
cái clip kia em cũng có nói rồi đấy, thì mang ra như này các bác xịt thẳng cái RB7 vào đây cũng được luôn nhé, không phải sợ đâu, cứ xịt thẳng vào và các bác dùng bàn chải các bác đánh. Thì trước tiên là đây em ví dụ thôi, không 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 dùng RB7 nhé, mà dùng luôn đi để em chờ em, thì em lấy cái RB7 em xịt luôn. Đây các bác nhé, đây nhá, đây là cái RB7 nhé. Các bác nào không biết thì ra tiệm kim khí mà mua nhé, nó rất là rẻ thôi. À, đây là cái đầu xịt của nó này, em xịt luôn đấy, các bác nhìn này, tại mình tháo được rồi mà mình có thể hoàn toàn xịt được luôn đó. Đấy em vừa xịt đấy, nó vừa chảy cả xuống cái máy đấy mà không sao, vào cục pin thôi, tạm thời bỏ cái máy ra chỗ khác đó. Đấy thì khi các bác xịt được như thế rồi thì các bác hoàn toàn có thể lấy cái bàn chải các bác đánh đánh cho nó sáng luôn, đánh cho nó trắng luôn đó. Kể cả cái rắc này nữa nhá, các bác hoàn toàn dùng nửa bể các bác đánh được luôn đấy. Cái RB7 này là một cái dung dịch mà nó sẽ ăn mòn cái reset của kim loại ấy. Đấy, cho nên nó rất là tốt trong những lĩnh vực mà cơ khí rồi sửa xe sửa máy cái thứ nó có hết đấy. Các bác nhìn thấy không, đánh à, thôi mất sửa cái rồi các bạn, em đánh ý, em vừa đánh rơi mất rồi các bạn, để tí nữa em tìm. Thì các bác thấy ở đây lúc nãy em có nói là cái này nó có cái gioăng chống chống nước ấy, gioăng chống nước ở đây này, nhưng mà bây giờ em dùng bàn chải em đánh thì nó rơi đâu đấy, tí nữa em sẽ tìm lại. Thì đây này, sau khi đánh xong ấy các bác nhìn thấy này, cái miếng đồng nó sẽ rất là sáng đấy, cho nó xa là nó nét tốt hơn đấy, cái miếng đồng nó sẽ vàng ra sáng ra đó, thì nó sẽ tiếp xúc tốt thôi. Cái này thực ra nó chẳng có cái nó chẳng có cái chip nào ở trong này đâu, cho nên các bác đây nó chỉ là hoàn toàn đơn thuần, nó chỉ là những cái tiếp điểm thôi, tiếp điểm đóng hoặc tiếp điểm thường đóng hoặc tiếp điểm thường mở thôi đấy. Khi các bác cắm vào nhé, cắm cái rắc đây này, khi các bác dám cắm cái tai nghe vào đây này, bác cắm cái tai nghe về vào đấy, vậy là hết cỡ này. Các bác cắm tai nghe này vào thì những cái tiếp điểm mà nó ăn với những cái chấu ở trên cái rắc này thôi đấy, và nó sẽ có mở với những tiếp điểm thường đóng ra thôi, những tiếp thường đấy, thế thôi, đơn giản thế thôi. Chung cái này thì không phải nói nhiều, nói chung các bác chỉ cần vệ sinh nó sạch sẽ là được. Cái này nó hoàn toàn nó chỉ là cái tiếp điểm cơ khí thôi mà, không có gì cả đấy. Ok, thì sau khi các bác vệ sinh sạch sẽ rồi, sạch sẽ rồi nhé, khi các bác vệ sinh sạch sẽ thì trong này nó sẽ có thể nó còn nước ấy, thì các bác dùng một cái thiết bị nào đó, ví dụ như cái đồ xịt này của em chẳng hạn, hoặc là nếu các bác không không có xịt thì các bác thôi để ra nắng ấy, các bác phơi ấy, cho nó khô thì cũng được đấy. Xong rồi khô xong rồi khô khảo xong rồi các bác lắp lại thôi, thế là ok thôi. Rồi ok, thì đấy là hai cái vệ sinh rất là đơn giản thôi, nhưng mà nhiều em nghĩ nhiều bác cũng chưa dám làm hoặc là chưa biết ấy, thì các bác cứ tự tin mà làm nhé. Ok.